Rồi, xin chào quý bạn. Hôm nay điện máy xong anh sẽ giới thiệu với bạn chiếc cưa Hút Panda. Rồi, chúng ta đây. Cái cưa Hút Panda này thì nó là một dòng cưa tay cụt, cưa mini để chúng ta sử dụng để cưa cành trên cao hoặc là leo trèo, chúng ta thường xuyên cầm. Cái cưa này thì nó có cân nặng là rơi tầm hơn 3 cân. Ở trong máy đi theo một cái lam sẵn là lam 10. Lam 10 inch. Đây, chúng ta có cái bộ phụ kiện này. Một đũa, một cái lột, một thái bùi, một cái chỉ ga này, một cái bình pha xăng, nhiên liệu, đầu máy, một cái lam, lam này sử dụng lam 10 inch nên nó hơi nhỏ, và một cái xích đi kèm lam này, hết rồi. Những lần trước tôi đã có giới thiệu qua cho các bạn cái dòng cưa Katsu, cái dòng Oshima thì nó đi kèm cái lam của nó là lam 12 inch, thực ra là cả ba dòng, tính cả dòng này là nó đều có thể sử dụng được lam 10 hoặc 12 hoặc 14 inch. Nhưng mà nó đi kèm máy thì nó sẽ đi kèm khác nhau thôi. Như cái máy này chúng ta sẽ đi kèm cái lam 10 inch. Đó. Lam làm hình như bầu dục ấy. Chúng ta có xích đây. Xích cho nó, xích có chữ gì không này? Ép bắt gì không? Chắc là cũng xích bình thường thôi. Rồi. Đây là máy chúng ta. Máy thì có thiết kế bởi hai màu sáng và màu cam. Đúng cái màu đặc trưng của dòng Hút Panda của Thụy Điển. Nhưng mà đây là Hút Panda. Hút Panda 2005. Đó, cái kiểu thiết kế thì nó cũng giống như những dòng cưa tay cụt bình thường. Rồi, với một cái mẫu mã thiết kế đặc trưng của dòng cưa tay cụt thì máy này của chúng ta được thiết kế bởi hai màu dựa theo cái model thiết kế của dòng Hút Panda. Tất nhiên rồi, cái tên nó đã gần giống rồi. Để xem nào nó có gì đáng nói ở đây không. Tôi cứ giới thiệu cho hết đi. Chúng ta có một cái yếm rất là to. Khóa lam xích. Rất là to. À nhưng mà máy nhẹ nên nó không đáng, không đáng gì cả. Cái này nó ghi rất là nhiều chữ này. À nó ghi cả cái tỷ lệ xăng pha nhớt này, 251 này. Và không sử dụng xăng trong như trong sạc ấy. Tiếng Anh nó là thế, còn gì đó nữa. Còn đây là một số những hình ảnh lưu ý khi chúng ta sử dụng rồi. Nói chung là toàn lưu ý thôi. Công tắc này, chúng ta thấy cái đèn xì luôn. Chúng ta công tắc này, một số những cái lò xo. Lò xo nào. Rồi, chúng ta vừa để ý thấy là cái lây gió nó là lây gió tự đóng, tự mở chứ không phải tự đóng. Chúng ta ví dụ đang đóng này, khi khởi động cho nó dễ thì khi ga lên nó sẽ tự đóng, à tự mở lại. Kiểm tra qua cái ốp gió này coi. Đây, chúng ta có cái lọc gió trắng phau. Nguyên trắng, trắng hẳn luôn đấy. Trắng này kiểu trắng đá vôi. Rồi, chúng ta có thể nhìn thấy đây nó có những cái, nói chung là cái, một là lọc gió, cái này phải tháo hẳn cái này ra mới nhìn thấy được cơ. Rồi thì ga các thứ nó, mình cũng nhìn qua được đây thôi. Chúng ta xem máy có thể bugi gì. À, chặt quá. Rồi. Bugi L7T, LD7T. Chắc bugi bình thường thôi, không đến mức gọi là quá xịn rồi với cái mức giá này. Với cái mức giá này thì tất nhiên bugi của chúng ta sẽ thuộc dạng bugi tốt, ở dạng tốt. Rồi, tôi sẽ đóng cái này lại và bây giờ tôi đằng sau tất nhiên sẽ có một cái móc gắn sẵn này rồi. Về cái cách thức sử dụng máy thì quý vị các bạn có thể xem một số cái video về cái cưa tay cụt khác như là Oshima hay Katsu của chúng tôi để quý vị các bạn biết cách sử dụng thì sử dụng tương tự nhau thôi. Bây giờ tôi lắp thử cái lam máy vào để xem cái hình dáng thực tế của máy khi lắp lam vào mình nó như nào. À, tôi phát hiện một điểm nữa. Đó là cái ốp gió, à cái ốp lam này của đa số những dòng khác là nó sẽ đi kèm một con ốp lục giác ở tầm đoạn này. Nhưng mà con này nó lại khác, con này nó lại có một cái vặn này. Đó, rất là tiện lợi luôn, siêu tiện lợi luôn, nó hơn hẳn những con khác nhá. Đó, có một cái vặn, rất hay, nhấc ra, không cần phải lục. Khi mà chúng ta thay thì chỉ cần mỗi một cái này là chúng ta phải thay được, không cần phải các bạn đem theo một cái lục giác cả. Đó, giờ chúng ta giờ mới để ý đó. Đấy, đặc biệt hay luôn, cái đấy tôi rất là thích ạ. Rồi, bây giờ lắp lam này. Mà cái ốc này cũng rất là chắc nhá, được bắt bởi 3 con ốc khác vào cái khung này. Trong này là còn nhựa cứng. Rồi, chúng ta lắp lam. Để lắp lam thôi. Rồi. Đây, xích của máy, xích màu titan luôn, màu xanh đen. À quên không giới thiệu nữa, cái này nó sử dụng lam sao đấy, không phải lam chuột, vì đa số những cái dòng cưa nhỏ nó dùng lam sao.
Vì sao? Bởi vì làm sao cái độ đẩy vào của nó sẽ tốt hơn năm trượt. Năm trượt nó sẽ nó không bị hỏng cái vòng bi xoay, nhưng mà nó sẽ rất là hay bị lỗi ở cái phần cháy phần chân xích. Rồi, để tạm vào. Đấy, quý vị lưu ý cách lắp làm xích cái này thì cũng dễ thôi. Chúng ta cứ giảm hết cỡ, bao giờ nó vào lỗ thì chúng ta được. Đó. Xích. Ông này xoay sướng. Nó to. Rồi. Rồi, ngon đó. Nhìn mini siêu mini luôn. Rồi, các bạn chặt lại. Rồi. Ok. Ngon đó. Đây, máy chúng ta đây. Tạm thời bỏ cái này ra này. Đây, các bạn thấy máy cầm siêu nhẹ luôn. Đây, tôi cầm như không. Đó. Nó ngắn hơn so với lam 12.5 phân, so khoảng 2 inch ạ. Đây, như bạn ý, cái hàm rồng nó cũng thiết kế một màu đen chung với màu lam luôn. Theo như thiết kế bình thường thì đúng là cái bô của máy nó được thiết kế sang bên trái nhé, như mọi cái thiết kế khác. Và tôi để ý đây là để tôi giật thử xem. À không, không ạ, máy này nhẹ, cho tôi giật chưa dứt khoát thôi. Giật cái này phải giật dứt khoát nhá. Rồi, đây là toàn bộ những cái gì về cái cưa hút Panda 2.500 này. Đấy, máy công suất cũng cao 0.9 kW. Thì sử dụng xăng hóa nhớt, quý vị lưu ý là khi sử dụng chúng ta đủ đầy đủ. Quý vị bạn nào có nhu cầu tham khảo qua cái chiếc máy hút Panda này, hoặc là một vài những cái loại máy cưa, hoặc là những cái máy nông nghiệp khác, thì quý vị bạn có thể liên hệ theo cái số máy hiện trên màn hình để mà có thể tìm hiểu kỹ hơn về chiếc máy, cũng như là đặt mua cái chiếc máy hút Panda này. Vì hiện tại là cái giá của nó đang là trong được cái mãi rất là tốt, nên quý vị bạn có thể tham khảo qua. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị bạn trong những video sau.